Chào anh em, hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho anh em cái phần mềm chỉnh sửa tin nhắn. Thì những clip trước tôi đã giới thiệu đến cho anh em cái phần mềm chỉnh sửa tin nhắn trên Zalo, Viber, Messenger, trên Facebook, Kakao, Line. Thì trong clip này tôi sẽ giới thiệu cho anh em cái phần mềm chỉnh sửa tin nhắn SMS, tin nhắn tổng đài trên điện thoại. Thì trước khi test tôi sẽ bật cái đồng hồ chạy dây này. Đấy, thì đảm bảo cho anh em là video không bị cắt ghép, không bị chỉnh sửa. Đấy, thì trên màn hình các bạn đây là hai máy điện thoại. Thì cái phần mềm này nó có thể là cài vào tất cả những dòng điện thoại của anh em, như iPhone, Samsung, Oppo đều có thể cài đặt được hết. Thì cái phần mềm này cài điện vào chính những cái điện thoại của anh em. Đấy, và anh em muốn chỉnh sửa thì anh em vào phần mềm chúng tôi đã cài đặt cho anh em, thì anh em ghi nội dung và gửi cho họ. Khi anh em muốn chỉnh sửa thì anh em vào lại phần mềm và anh em ghi lại cái nội dung và gửi cho họ thì là con số sẽ được thay đổi anh em nhé. Thì sau đây tôi sẽ test luôn cho anh em để anh em thấy cái độ hiệu quả nó. Thì sau đây tôi sẽ gửi một cái tin nhắn vào cái máy này. Đấy, rồi tôi sẽ chỉnh sửa trực tiếp anh em nhé. Anh em đợi một lát, đấy, tin nhắn đến này anh em này. Đấy, tôi sẽ mở này. Đấy, và bây giờ tôi sẽ chỉnh sửa trực tiếp lô 1122 thành con số khác anh em nhé. Anh em chú ý đồng hồ chạy dây vẫn cứ chạy anh em nhé. Đấy. Đấy, thành 2233 anh em nhé. Đấy, anh em thấy không, độ hiệu quả và chính xác của nó anh em nhé. Đấy. Thì vừa rồi tôi đã gửi một cái nội dung tin nhắn sang cái máy này và tôi sẽ chỉnh sửa trực tiếp. Đấy. Thì với cái máy này ấy, tôi sẽ gửi một cái nội dung tin nhắn đến rồi tôi ok lại. Đấy, rồi tôi để 1-2 phút sau đấy, tôi chỉnh sửa. Đấy, bây giờ tôi sẽ gửi một cái nội dung vào cái tin nhắn này. Đấy, cái máy này. Đấy. Rồi tôi sẽ để ok lại để 1-2-3 phút sau đấy, tôi chỉnh sửa để cho anh em thấy cái độ hiệu quả của nó anh em nhé. Đấy, tin nhắn đến anh em nhé. Đấy, tin nhắn đến anh em này. Đấy, vào lúc là 10:53 anh em nhé. Đấy, 10:53 thì bây giờ tôi sẽ ok lại. Nó sẽ ok, ok anh này. Đấy. Ok anh, em đã nhận này. Đã nhận này. Nhận số này. Đấy, ví dụ như thế anh em nhé. Đấy, và gửi lại này. Đấy, thì tôi sẽ để 1-2 phút sau. Để tôi sẽ chỉnh sửa để đảm bảo cho anh em. Đấy, cái độ chính xác của nó anh em nhé. Đấy. Thì anh em có nhu cầu, anh em gọi trực tiếp vào 0916514 để được chúng tôi tư vấn, hỗ trợ cài đặt cho anh em. Anh em ở bên nước ngoài, đấy, anh em có nhu cầu cài đặt phần mềm Zalo, Viber, Kakao, Messenger trên Facebook thì anh em cứ alo cho chúng tôi. Để chúng tôi cài đặt xong ok, anh em test ok thì anh em mới phải chuyển phí anh em nhé. Đấy. Thì trong cái clip này tôi sẽ test cho anh em cái phần mềm chỉnh sửa tin nhắn SMS, tin nhắn tổng đài trên điện thoại. Đấy. Thì anh em xem clip, anh em đăng ký kênh để chúng tôi có những cái phần mềm mới. Đấy, thì anh em sẽ là người biết trước. Đấy, thì anh em áp dụng, anh em sử dụng thì cái phần mềm chỉnh sửa tin nhắn này. Đấy, anh em nào chơi lô đề hoặc anh em chơi cá độ bóng đá thì anh em sử dụng. Đấy, thì cái phần mềm này có thể đổi được cái số con số mong muốn của anh em hoặc là ký tự văn bản anh em nhé, có thể chỉnh sửa được hết. Đấy, tôi để cho là bây giờ đồng hồ chạy dây là 3:30, tôi sẽ để lên là 4 phút anh em nhé, thì tôi sẽ chỉnh sửa. Thì cái phần mềm này chúng tôi không muốn lộ ra ngoài. Đấy, cái nhất là đảm bảo cái bí mật cho anh em khi sử dụng. Thì anh em muốn biết chi tiết và muốn biết phần mềm thì anh em cứ kết bạn Zalo vào số này. Đấy, thì chúng tôi sẽ cho anh em và test cho anh em nhé. Anh em kết bạn Zalo số này. Thì với anh em ở trong nước thì anh em lên trực tiếp cơ sở, anh em test trực tiếp. Với anh em ở nước ngoài, anh em không về được thì chúng tôi sẽ cài đặt trực tiếp cho anh em và test ok mọi thứ thì anh em mới phải chuyển phí anh em nhé. Đây 4:08 rồi. Thì bây giờ tôi sẽ tiến hành chỉnh sửa này. Đấy, anh em chú ý này, khi tôi chỉnh sửa thì bên máy chủ lô, đây máy chủ lô nhá, đấy, sẽ không sáng đèn. Đấy, tôi tắt đi này. Đấy, bây giờ tôi sẽ chỉnh sửa. Đấy, lưu ý cho anh em là chúng tôi không lộ phần mềm ra. Đấy, thì khi lộ ra đấy, thì là để bảo mật cho anh em. Đấy, bắt đầu tôi chỉnh sửa này. Đấy.
Ok, đấy, tôi đã chỉnh sửa xong. Anh em chú ý nữa, cái máy chủ lô không sáng đèn nhé. Vừa nãy là 10:53 anh em nhé, tôi mở này. Đấy, anh em thấy không? 10:53 vẫn giữ nguyên này. Đấy, lô 6 đã được chuyển anh 6677 này, 4455. Đấy, đã chuyển được 6677. Ok anh. Đấy anh em thấy không? 10:53 vẫn giữ nguyên con số anh em nhé. Đấy. Thì anh em mà vẫn còn bâng khuâng thì em tua lại cái khúc lúc đầu chưa chỉnh sửa. Đấy, thì anh em xem lại. Đấy. Anh em nhìn kỹ một lần nữa này. Đấy, 10:53 này, buổi sáng anh em nhé. Thì tôi đang ở bên, hôm nay tôi ở bên nước ngoài. Đấy, thì là cái máy này bằng chữ nước ngoài anh em nhé. Ok chưa anh em? Đấy. Cái máy lúc chỉnh sửa trực tiếp này anh em này. Đấy, lô 1122 đã chuyển thành số 233 vẫn giữ nguyên anh em nhé. Đây vẫn giữ nguyên này, ok chưa anh em? Đấy, thì anh em có nhu cầu anh em gọi trực tiếp 0916541 thì chúng tôi có hai cơ sở khu vực miền Nam, anh em qua bến xe Miền Đông anh vào cơ sở anh em test trực tiếp. Khu vực miền Bắc anh em qua bến xe Giáp Bát, bến xe Mỹ Đình anh em vào cơ sở anh em test trực tiếp anh em nhé. Cảm ơn anh em đã xem clip.